Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ bình an. Tối hôm nay mình sẽ quay cho mọi người tham quan cái chợ đêm ở Bến Tre. Ở chợ đêm ở Bến Tre thì nằm ở đường Hùng Vương và chủ yếu là bán trái cây. Ở đây có rất là nhiều loại trái cây, ví dụ như nho này, chôm chôm này, măng cụt, xoài, cũng có một số những cái trái cây như là mận thì người dân hái ở vườn nhà đem ra bán. Ở đây thì cũng có một số những cái quầy và bán sầu riêng. Mình thấy sầu riêng ở đây bán rất là ngon, mình thấy có sầu riêng đi sáu chuồng bò. Và khi bổ cái trái sầu riêng ra thì mình thấy cái mú sầu riêng nó rất là đầy và nó mềm. Thật số lượng người đi chợ đêm thì mình thấy là tầm khoảng độ 8 giờ trở ra thì bắt đầu đông. Ta bắt đầu mua trái cây này và lựa chọn một số những cái đồ gia dụng hoặc là quần áo, giày dép đi ăn tối, uống sinh tố. Quan sát thì cũng rất là nhiều người đến để lựa chọn cho mình những đôi giày, đôi dép theo cái sở thích của mình. Ở đây thấy cái bán rất là nhiều các loại quần áo, dây nịt. Và cái khu chợ đêm này thì được tổ chức ở đường Hùng Vương, thì nó nằm ở bên bờ kè của sông. Thì ra thì là có một ra cái cầu được trang trí đèn màu rất là đẹp. Và do cái vị trí như này thì khi mà mình đi tham quan cái chợ đêm và ngồi uống sinh tố hoặc là đi dạo thì rất là mát, không khí rất là đã thoải mái. Ở góc đường Nguyễn Du và Hùng Vương đi lui lên gần số 126 thì sẽ có một cái quầy bán trái cây. Cái quầy bán trái cây này nó có bán hai cái loại trái cây cũng tương đối đặc biệt là trái mây Thái và trái mây Ấn Độ.
trái mây Thái thì cái trái nó hơi màu đỏ và cả một chùm lớn, còn cái trái mây Ấn Độ thì trái nó lớn hơn nhưng mà trái nó sậm màu về chất lượng ấy, và cái mùi vị thì cái trái mây Thái nó ngọt và nó hơi chua nhẹ một chút xíu, và cái vị của nó hơi thơm nhẹ. Còn cái mây Ấn Độ á, cái trái mây Ấn Độ thì nó thuần ngọt, thế nhưng mà khi mình ăn ấy thì nó có cái mùi hơi ngai ngái. Đi lên một đoạn thì là đến một số cái số 126 thì sẽ có một cái quán mì hủ tiếu. Ở đây thì bán rất là nhiều loại, ví dụ mì nạc này, hủ tiếu dai, hủ tiếu mềm, hoành thánh. Khi mà mình ăn xong thì sẽ được phục vụ một cái khay trà nóng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Mọi người thấy hay và thú vị cho mình một like, một share và một nút đăng ký để không có bỏ lỡ những cái video kế tiếp của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người.